Xin chào Pì Nọng, mời Pì Nọng xài tỏn trồng chương trình tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trang chương trình truyền hình bằng tiếng Tây Nùng Văn Nảy, mì bại nội dung chính lăng. Khối mưa bại chiến sĩ Kiểm Lâm, chướng ngòi đông mại rú tỷ phuông. Khai cón chương trình, mời Pì Nọng xài trồng phấn tin đảng khảo rim, trang bại văn ngám quá. Thưa Pì Nọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết nhị khiếp pi, hết nềm nghị quyết sổ khiếp lam của Ban chấp hành Trung ương Đảng khỏa tài cầu, mưa tiếp tục tối mớ phát triển và tài sung hiệu quả kinh tế tập thể, và khiếp pi hết nềm luật hợp tác xã, pi long xiên khiếp nhì, tứ pi long xiên khiếp lam, thân pi long xiên nhị khiếp ết. Phát biểu dù hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính on bại dường đã hết đầy trang nhị khiếp pi, hết nềm nghị quyết sổ tài khiếp lam tối mớ, phát triển và tài sung hiệu quả kinh tế tập thể, và khiếp pi hết nềm luật hợp tác xã, pi long xiên khiếp nhì. Sáu bại dường khó khăn cả cạng sang hết đẩy. Thủ tướng sáng cả bại bộ ngành đơn vị tỷ phuông, cần ngòi tèo, ngòi cốc co nhỏng lăng, và mì bại tối mớ, xe hết kinh tế tập thể, hợp tác xã hử ngắm hạp trang sỉ cả này. Tứ tì, cỏ phấn khảo hết đây mửa kinh tế xã hội của điên nước. Văn khiếp chất bơn nhì, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì bài họp trực tuyến 6 hốc khiếp lam tỉnh, thành phố, mưa khai tèo bại trường son của bại tỷ phuông. Dù hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phối cả, mưa hử học sinh ngoạc tèo, mà son sư lè chăn cả cẩn diếu, nắm tan liên quan thân học sinh son sư, mà nảy nhằng liên quan thân việc hết, thân hết kinh tế của bại cần ké học sinh. Nhòng bèn lèo ép sim khai bại trường son, tỏ nắm đẩy ngòi lường bình là. Sáu bại trường son bị bán chú, Phó Thủ tướng sáng cả bại tỷ phuông, cần hử học sinh son bán chú. Mái bẹn giường ổn tình hử học sinh, lại cần diếu xiên tàu bừa hử bại học sinh bên son sư tỏ tèo. Nhọng bẹn ngành giáo dục cần cáp sáu ngành y tế, hết đây mở tiêm vaccine hử học sinh. Khoái mì bại son cả và ép sim, sáu bại tỷ phuông, mở tét khoái và sàng lọc học sinh bừa thân lớp. Sai tì, mì bại việc hết cần diếu, khe ổn tình sức lành tối sáu bại cần lê ép không trang bại trường son. Ban xếp lý bơn nhì, tỉnh ủy Bắc Cạn khai hội nghị giao ban trực tuyến sáu bại huyện thành phố. Dù hội nghị, đồng chí bí thư tỉnh ủy Hoàng Duy Trinh phối cả, mái cả nhằng chập lai khó khăn, tỏ đại dương khảo sim lồng lẻng của bại ngành tỷ phuông, dương tải nai của Pì Nọng, tỉnh đã hết đẩy bại việc đây nhạc, rú thuần thảy bại lĩnh vực. Sài sáu on bại dương đã hết đẩy, hết đây của bại ngành tỷ phuông, ết lè bại việc tài tảm của bại y bạc sĩ và bại cần hết nhiệm vụ mưa phòng chống bình là COVID-19 cầu. Đồng chí bí thư tỉnh ủy ngờ ngòng, bại y bạc sĩ vẫn sẽ lồng lèng hết đây mưa trăm chứng sức lèng, hử Pì Nọng. Trang sỉ tó nả, bình là COVID-19 cầu vẫn sẽ giao hí mì bại diện biến khen khỏng, giao hí bài pét offline. Tối bại ngành tỷ phuông lèo đoàn kết ết lim, tải nài hơn thêm, xe hết đây bại việc của Pi Long Xiên như xếp nhì. Đồng chí bí thư tỉnh ủy sáng cả bại ngành tỷ phuông, hết đây mở xây dựng, chỉnh đốn đảng, khảm quá bại khó khăn hại mì, xe chó Pì Nọng vằn càng bay khẩn, hết kiên đây, nắm xe, mì bại dương lóa, mồm lọn. Văn xếp hốc bơn nhì, bại tỷ phuông rú trang tỉnh Bắc Cạn đã xài căn khai lệ trao nhận quân Pi Long Xiên như xếp nhì. Bại đồng chí lãnh đạo tỉnh quân khu 1, lãnh đạo bại tỷ phuông đã thân dự và động viên tân binh khẩn tàng nhập ngũ. Trang sĩ mì bình là COVID-19 cầu, lệ trao nhận quân đẩy khai khoái táng ổn tình, tỏ vận đẩy hết đây đo và mì bại dám nèm đúng quy định. Mưa phòng chống bình là số bại búng tuyển quân đẩy hết đây, nắm hử lai cần thân dự, thân sống, bệnh bại, pi cón. Thân pét giờ xí xíp phút, tăng tỉnh đã hết xong việc trao nhận quân. Sống pét bác khóc khiếp chất thanh niên khẩn tàng nhập ngụ. Quá tì, bàn trao hử quân đội chất bác tân binh. Công an ép bác khóc khiếp chất tân binh, nèm đúng chỉ tiêu kế hoạch, đẩy trao. Đoàn công tác của Thường trực tỉnh ủy ngắm hết việc 6-7 doanh nghiệp hết khoáng sản rú huyện Chợ Đồn. Rú buổi hết việc, đồng chí bí thư tỉnh ủy Hoàng Duy Trinh phối khẩn dương hôn hỉ, cón bại dương của doanh nghiệp đã hết đẩy, trang Pi Long Xiên nhị khiếp ép. Đồng chí bí thư tỉnh ủy sáng cả bại doanh nghiệp, hết khoáng sản rú trang tỉnh, hết kinh nèm khoa học công nghệ, chướng trực môi trường, chướng trực tài nguyên. Hết đây bại quy định của pháp luật, hết đây phòng chống bình là COVID-19 cầu.
sáng cả Ủy ban nhân dân tỉnh cùng vẹn bại ngành khảm quá khó khăn, khe hứa cho doanh nghiệp hết kinh. Sai tí đồng chí cũng sáng cả hết đây mở thanh kiểm tra của bại cơ quan chức năng, khe khảm quá bại khó khăn, hứa cho đây hử bại doanh nghiệp, nắm hết khó khăn, hử bại doanh nghiệp. Thưa bị nọng, mái cả nắm nhằng khen khỏng bệnh trang bừa chiến tranh. Tỏ lực lượng kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn đang hết bại việc, khe chướng ngòi đông mại trang thời bình, cùng chập lai khó khăn cáo quán. Bại cần này đẩy pỉ bệnh cả chiến sĩ trực đông, đang vằn cằm leo khảm khuổi pin pù, và bại giao hí đai, khe hết đầy công việc của lầu. Bại công việc này, mái cả nắm đẩy lai cần chắc thân, tọ chiến sĩ kiểm lâm đã và đang tỏ có phấn công lẻng của lầu khe chướng ngòi đây bại pù mại quỷ pèng rú đỉ phuông. Mời pì nọng say trồng lọ hơn quá bài phóng sự lăng nảy bại bày khảo đông pây tuần bệnh nảy lè công việc chăn cạ quén quẻ tói sáu đội kiểm lâm cơ động vạ phòng mẩy đắp mẩy đông mại sổ tài ết chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn. Mái cạ bay tuần đông, chập lai khó khăn sau hí, bệnh tàng bay đéo khỏ, mì lai bù hinh sung, lỏng lật, và mì tàng ngủ khép, tạc, mèng, lướp khóc. Tọ bại cán bộ kiểm lâm, vận quyết rim khảm quá khó khăn, hết đây công việc của lầu, xe chướng ngòi bại pù mại, rú tỉ phuông. Bài đồng chí kiểm lâm pây tuần tra, ết lè rú đông phòng hổ, pây tèo chăn cả khó, lè chiến sĩ ón của lực lượng kiểm lâm, khỏi đà cải này khám quá, xe hết đây hơn công việc của lâu. Xài sáu lực lượng kiểm lâm, rú trạm Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, mái cả riểu cần, riểu của cái kỹ thuật, vạ bả tọc, lèo chướng ngòi đông mại rú sam xạ, lè Yên Đĩnh, như Cố và Quảng Chu. Tọ trang bại pi quá mà, bại kiểm lâm viên của đơn vị, xài pây thân tứng bù mại, đẩy pan chướng ngòi, xe tuần tra kiểm tra. Chắc lọ bại thông tin biến động mửa đông, ép lè rú bại pù mại táng tấn. Đông phòng hộ, mì lai thỉnh mại, tua cúa đông quỷ pèng, xe chắc khoái. Tảng làn lập rì, bại xá phạm luật lâm nghiệp, lự bại bày việc bấu ngờ. Tứ tỷ khoái mì bại phương án khe xử lý, tảng làn. Khó khăn là đông bù đẩy pan chướng ngòi quảng mì lai pù sông, lòng lực. Vừa bay tuần tra, kiểm tra, lè chăn cả khó. Vẫn hăn mì lòi cân hẳm phá đông khe nằm mày. Con giường này, cán bộ kiểm lâm hết đây mưa tuần tra, kiểm tra, xe hăn khoái, tảng lan lập ly, bài bay xá phạm lâm luật. Này, tan lẻ xong, trang sổ bại đơn vị bay tàu, mưa hết nhiệm vụ chướng trực đông mại rú tỉ phuông. Tói sáu bại cán bộ kiểm lâm này, công việc mì lai khó khăn cáo quán, tọ cùng chăn tự hào. Chứ tèo PSCN cầu bác cầu rít chết, vừa chi cục kiểm lâm Bắc Cạn ngám đẩy thành lập, tan mỉ sam phòng chuyên môn. Đội kiểm lâm cơ động nâng, sam chạm phúc kiểm lâm sản, vạ hốc hạt kiểm lâm huyện thị xã, 6S bác nhì rít S biên chế. Khảm quá nhì rít hạ pi pay khẩn, kiểm lâm Bắc Cạn đã đẩy cái có, bền lực lượng nâng lẻng mắn. Nắm tan tỏng cóp công lẻng cẩn diếu, khe chướng ngòi đông mại, mà nhằng đẩy ngòi, lè lực lượng bay tàu, trang nằm mại chướng đông. Thăng đẩy hệ thống tổ chức của lực lượng kiểm lâm Bắc Cạn đã mỉ hạ phòng chuyên môn, song đội kiểm lâm cơ động và phòng mẩy đắp mẩy đông mại. Pét hạt kiểm lâm bại huyện thành phố, song búng bảo tồn thiên nhiên, lè Kim Hỷ và Nam Xuân Lạc. Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Ba Bể, 6 tỉnh Song Park hạ xếp biên chế. Chắc đẩy trách nhiệm cần diếu của lầu, trang bại pi quá mà, cán bộ chiến sĩ kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn đã óc lèng son mửa chuyên môn, khảm quá bại khó khăn,
xe chướng ngòi đây, bại bù mại, rú đi phuông. Bại kha tàng, sáu lai bù hiên lính, mì lai bỏng kho cột, pin lính, đèo lồng bù. Leo gì bay, gì sa tàng. Giá lẻ bại vằn, phạ phân lồng bạch, tàng en, đèo bùng mạc, bay chăn cả khỏ. Tì lẻ bại cáo quán, tói sáu thuẩn thải cán bộ chiến sĩ kiểm lâm, lèo khảm quá. Mi bừa, nhang chập lai sau hí. Lèo kinh lèng quá tón, vạ rú trang đâm, trang đông ké quá cầm, xe xa bắt cần lạc hàm mại. Tói sáu kiểm lâm viên, lè mè nhìn, công việc này đèo càng khó thêm. Tò bại nhìn vận tải này khảm quá, xe hết đây công việc của lầu. Trong cái việc mưa tuần tra, chướng ngòi đông mại, vạ tảng làn mẩy đông, đắp mẩy, khẩu tàng cầm. Lè mè nhìn, khỏi cùng hăn khỏ ỉ nâng, tỏ vận khảm quá, khai hết đây công việc đẩy trao. Kiểm lâm nữ thì lè kiểm lâm nhìn, bừa bay tuần tra, kiểm tra, hãy bỉ sáu bỏ chài, lè khó khăn hơn. Vì lâu, nhàng lỗi lai việc, rú trang lườn. Nhàng việc bay tuần đông, mái cạ rú hơ, lâu vận hết đẩy. Lực lượng kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn cả này mì sở nhì ríp cán bộ, kiểm lâm viên, lè mè nhìn. Tỉnh óc mọi hạt, mì tứ song thân sam cần. Sáu điên pù, đông mại quảng, mì lai lòng lật, lính sung, tàng bay đèo khỏ. Tứng kiểm lâm viên, leo hết lai công việc táng căn. Nhọc bẹn tói sáu bại nhìn kiểm lâm viên, nảy lại công việc, nắm trừ cả ngày. Bừa ban công cán bộ kiểm lâm địa bàn, lè mè nhìn. Lãnh đạo bại hạt, cùng mì lai ngẩm ngại. Tọ trang bừa hết, bại nhìn đã tẩy nài hết đây công việc đẩy trao. Hết đẩy, tổng bẹn cả cán bộ trài. Sáu rim rảy điếp nghề, chăn rim sáu công việc, bại kiểm lâm viên, đạ lồng tứng bản, bay tuần đông lần, khảo tàng vằn, vạ tàng cầm. Sai tí óc lèng tuyên truyền, lọng liệt bị nọng, sai căn chướng ngòi đây bại pù mại táng tấn, vạ hết đây phong trào nằm mại chướng đông, rú tỉ phuông. Tói sáu kiểm lâm viên, lè mè nhìn. Trang bừa xử lý bại xá phạm, mưa chướng trực đông mại, sẽ khó hơn. Bèn tỏ hết nèm quy chế cáp hạp. Pì nọng đã chắc và xài căn chướng ngòi đây, bại bù mại. Mái cả chập lai khó khăn trang công việc, bèn cán bộ nội, phiểu biên chế. Trang bừa tỉ bại thỉnh của cái hết việc, lè nắm mỉ đo. Búng đin đẩy trao chướng ngòi, đèo quảng. Nhàng bừa hăn bại cần xá phạm, mưa lạc hẳm mại, tầy chuyển ao bê khai, cùng giao hí tức tó sáu kiểm lâm, bất lần bừa tờ. Bèn tọ sáu rim rảy quyết rim và điếp nghề của lầu, lực lượng kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn đã mì kế hoạch, pang bố bại tổ đội tuần đông, xe tỏ tối căn chướng ngòi. Trang tỉ ngòi đây bại pù mại, đã đẩy ký trao khoán, khe chướng ngòi. Sai tỷ bại chiến sĩ cùng đạ cáp sáu chính quyền tỷ phuông và bại bản, bay tuần đông mại hử lần, chắc lọ bại thông tin tứ cơ sở khe tảng làn, nắm khe mì bại bày lạc hàm mại xá phép, dù búng đin đông, đạ đẩy trao chướng trực. Hạt kiểm lâm đã cấp 6 Ủy ban Nhân dân xã thành lập bài tổ chứng trực đông rú bài bản, xe chứng ngòi bài pu mày đẩy trao khoán, ăn bươn, kiểm lâm và bài tổ bay ngòi lân, nắm xe mì bài bay hầm phá đông mày xã phép. Tổ trao khoán, ăn bươn cấp 6 kiểm lâm thành phố, bay tuần song bày, trang pi song xiên nhỉ rip ết. Pì nọng bản nặm rất và bại bản sở sàng. Xài chướng ngòi đây, bại pù mại. Nắm xe, mì bại xá phạm, luật lâm nghiệp.
sai vi phạm luật bảo vệ rừng. Sảng tỷ lực lượng kiểm lâm xứ tỉnh Bắc Cạn cũng đã chắc dùng công nghệ thông tin khe chướng ngòi đông mại, bệnh phần mềm khe chướng ngòi diện biến đông và đinh lâm nghiệp, phần mềm cảnh báo mẩy đông, ứng dụng ảnh viễn thám. Quá nảy hăn mì đẩy lai dường đây. Trang pi song xiên nhỉ rip ết ngắm quá. Sổ bài xá phạm luật lâm nghiệp rú tỉnh Bắc Cạn đã nội lồng khí rip bài pỉ sáu pi song xiên nhỉ rip. Lai bài xá phạm mưa hẳm phả đông mại xá phép đã đẩy tảng làn lập rì cho pi nọng ổn rim nằm mại chướng đông. Đối với lực lượng kiểm lâm trên địa bàn huyện Ba Bể, tối sáu lực lượng kiểm lâm rú huyện Ba Bể trang bài pi sở nấy công việc hăn mì lai tối mới. Cái này thuần thấy cán bộ phụ trách địa bàn say chắc dùng máy tính, bài phần mềm công việc và tham mưu hử chính quyền địa phương đẩy đây hơn. Phần mềm phục vụ cho công tác trong cái lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy. Kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn hết đây mưa cải cách hành chính, chuyển đổi số, trang chướng trực đông mày, phong mấy và đắp mấy đông mày. Trang bài pi quả ma đã cử cán bộ bay son mưa chuyên môn. Lăng tì hết khó tăng kiểm lâm cơ sở, bài hạt kiểm lâm địa bàn. Xây sáu chướng ngòi đông mại, trang bại pi quá mà, lực lượng kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn nhằng óc lèng hết đây công tác tuyên truyền pi nọng nằm mại, hết kinh, tứ đông mại rú tỉ phuông. Trang tỉ son cả bại dường đây, tứ nằm mại chướng đông. Son cả pháp luật mưa lâm nghiệp, ết lại bại chủ trương chính sách quy định mớ trang nằm mại chướng đông. Sảng tỷ bại cán bộ chiến sĩ kiểm lâm nhằng son cả hử pi nọ mưa kỹ thuật nằm vạ chăm chướng xe bại pù mại nằm tấn đây khai pèn chèn vạ mì tròn lai hơn nắm tan pèn. Lực lượng kiểm lâm nhằng hết đây công tác phòng mẩy đắp mẩy đông mại son cả bằng lai thình lai giường táng căn pèn cuối trang bại bày hội nghị, họp bản, hết diện tập, mưa phòng mẩy, đắp mẩy đông mại. Kiểm lâm cũng đã son cả lọ láng bại văn bản pháp luật của nhà nước, mưa chướng ngòi, phòng mẩy đông mại hử pì nọ, rú bại bản còn. Dương đảng khảo rim, lè quá hết bại bày diện tập, sẽ cho pì nọ chắc lọ. Tứ tí cáp sáu lực lượng kiểm lâm, xài căn chướng ngòi đây, bại pù mại rú tỉ phuông. Mọi bay họp bản đẩy cán bộ kiểm lâm xón cả mưa hết tàng băng xe phòng mẩy chướng đây búng đinh đông của lươn lâu mưa hết xứ bên này lè chăn đây cho pin nòng chắc cách đắp mẩy vừa phát toàn lè chắc thóm khẩu xe chít bông phì đã quá. Lực lượng kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn cũng đã chướng ngòi đây, mưa hẳm bại pù mại nằm khe khai, bay ngòi rú bại cơ sở chế biến mại, khe hàn khoái và xử lý nghiêm bại bày thẻ khảo hồ sơ khe hẳm mại, chế biến mại xá phép. Sáu tẩy nài của cán bộ chiến sĩ kiểm lâm trang bại pi sở này, bại pù mại rú tỉnh Bắc Cạn đẩy chướng ngòi đây, sổ bày xá phạm luật lâm nghiệp hăn nội lồng quá tướng pi. Sai sáu tỷ pi nọng cùng hết đây phong trào nằm mại chướng đông. Bại pù mại nằm, mại táng tấn lai khẩn, tỉnh chất rip ram phấn bác. Tứ tỷ xài căn chướng ngòi mắn chắn, thỉnh tài nguyên quỷ pèng, của đi nước. Qua tuyên truyền của kiểm lâm và bài cấp ủy đảng tỷ phuông, pi nòng đã chắc táng áo chèn óc xe nằm mày và xây căn trăm chướng hử đây. Pi nòng cùng đã chắc chuyển tứ nằm bảy thinh mày anh quá nằm mày cải hưng pi và khai bên chen. Nhau bền thu nhập của pi nòng tứ mày nằm và chướng ngòi đông mày văn càng lái khẩn. Mái cả lực lượng kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn đã mì lai tẩy nài trang chướng ngòi đông mày. Sổ bài xá phạm luật lâm nghiệp đạ nội lồng. Tọ mưa hẳm phả mại rú tỉ phuông trang pi ngắm quá. Vận mì lai cảo xảo. Pi rong xiên nhỉ rip ết. Tàng tỉnh Bắc Cạn mì rong bác rip bày hẳm phả đông mại. Lai khẩn hạ rip ram bày pi sáu rải rỉ pi con.
Vấn Lai Bại Xá Phạm, Say Lẻ Hẳm Phả Đông Mại Táng Tấn, Đẩy Quy Hoạch, Rê Hết Kinh, Tọ Mì Nội Mại, Lự Nắm Bì Kỷ Lai. Bại Lô Mại Mèn Hẳm Phả, Phấn Lai Rú Quây Lườn, Búng Quây Quẹng, Nhọc Bẹn Lực Lượng Chức Năng, Nắm Hăn Khoái Rê Tảng Làn. Chắc Cả Bại Công Việc, Trang Rỉ Tó Nả, Nhàng Lai Khó Khăn, Trang Pi Mớ Rong Xiên Nhì Rít Nhì Nảy, Lực Lượng Kiểm Lâm Tỉnh Bắc Cạn, Vận Xẹ Tẩy Nài Khảm Quá Bại Khó Khăn Cáo Quán, Tứng Dám Hết Đây Công Việc Cúa Lầu, Mưa Nằm Mại Trướng Đông. Sáu Bại Quyết Rim, Trang Hết Nhiệm Vụ, Bại Chiến Sĩ Nảy, Xẹ Tạm Gác Tuyện Trang Lườn, và Bại Giao Hí Trang Tờ Sổng Ăn Vằn, Ra Hết Đây Công Việc Đẩy Trao. Tì Lè Trướng Ngồi Đây, Bại Pù Mại Kheo Ứt, Quỷ Pèng Cúa Tỷ Phuông, Xe Mại Hử Tời Lăng. Bạc ơi, con
ngoan bài thơ. Ngắm chồng chương trình tạp chí dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. So chào và hẹn chập tèo Pinọng.
khảo bại chương trình Bài Lăng.